Shop nhao.vn, ác lực quân giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopbanhhao.vn. shopbanhhao.vn. Ok, chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ làm clip này về bị tưởng Violet với trang phục vợ người ta nha các bạn. Một trang phục bậc SS hữu hạn của Viol. Đặc biệt là trận này các bạn thấy không? Tem mình không? Thông thạo kìa. Ôi ôi, full thông thạo S luôn. Còn bạn Veret là top tỉnh đàng hoàng. Nhưng mà rất tiếc bạn là top tỉnh, bạn ấy lại không có trang phục Veret. Mình thấy trang phục Veret nó khá là rẻ mà. Bậc S rồi nó rất là nhiều luôn ấy. Mà bạn này bạn chỉ xài bậc A thôi. Tên bên bạn là trận này mình sẽ cũng gặp đối thủ của mình, không biết là có căng không nữa. Nhưng mà thấy tem bên kia cũng thông thạo S quá trời quá đất luôn. Thì hôm nay mình sẽ quẩy cái trang phục Violet cho anh em xem nha. Vợ người ta. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cù dâu cầm hoa. Chuyện này A Thu đi support à? Mới vào đã bảo chia tay rồi à? Giời ơi, chán thế nhờ, quen tao đi. Gì kỳ trời. Ôi ơi. Các bạn thấy trang phục Violet vợ người ta đẹp không? Mình thấy đây là một cái trang phục khá là thú vị ấy. Ngày xưa thì mình cũng hay xài cái trang phục này để mà leo rank lắm. Mặc dù mình có thứ nguyên vệ thuần hay là Violet, mình có khá là nhiều trang phục Violet các bạn ạ. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, nhưng mà mình vẫn thích cái trang phục này. Trang phục này là trang phục hữu hạn. Rồi chơi chơi này, chơi này, chơi này, vô đây. Trang phục này có hiệu ứng biến về trông chất lượng lắm các bạn ơi. Khi mà biến về nó leo lên cái cầu thang ấy, nhìn nó rất là ổn áp các bạn ạ. Teo 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 teo. Ui giòn kìa, giòn kìa, giòn kìa, giòn kìa. Bùm. Không ra thì thôi, mình đã núp mình có gì đâu căng. 1 2 3 bùm bùm. Boom, chơi, chơi. Giòn. Giòn ơi, giòn ơi, giòn ơi. Đùng. Các bạn thấy chiều cuối chất lượng không? Bắn ra phát nó nổ cái bông giống như bông hoa mà nó màu màu trắng trắng bạc bạc ấy. Nhìn đẹp phết. Ủa, ủa ơi, Ngộ Không đập rồi. Anh ta đã lao vào vì đứng giòn. Mặc dù có sự gọi là hỗ trợ đến từ vị tướng Omen, nhưng mà do tem bạn cũng không thoát được. Tại vì Ngộ Không đập quá chí, rất khôn. Tàng hình đi ngang qua vị tướng Omen, đập vào vị tướng John tem bạn. Ai chà, xịn xò phết nhở. Bầm, peng 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 peng. Rồi ok, ăn rồng luôn rồi. Cái pha đấy mình ôi 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 ôi. Phải đấy các bạn biết sao mình không hỗ trợ vị tướng dừng ăn cái con rồng không? Tại vì tem bạn không có ai ở đấy. Ôi tem nó nổ cho cái chết luôn. Không có ai ở đấy đâm ra mình cũng chẳng cần giúp đâu. Mình chạy ra mình tính lên lúc đầu trong đầu là mình tính ăn xong mấy con lính á. Xong mình chạy qua mình giúp dừng ăn cái con rồng luôn. Nhưng mà ăn xong mấy con lính thì dừng nó lụm lúa luôn con rồng còn đâu. En ok. Violet là một cái vị tướng xạ thủ có nhiều skin nhất các bạn ạ. Rất nhiều skin luôn, quá trời quá đất. Trong cái đợt Tết vừa rồi thì những cái skin của vị tướng Violet vậy, pháo hoa thì nó tràn ngập luôn, rất là nhiều. Rồi, quánh nhau quá trời quánh nhau luôn rồi. Bổ rồi, A Thu lao vào bổ cái đùng. Wow, hạ gục được vị tướng hay tiêu luôn mới ghê chứ. Anh ấy thì là đáng sợ. Đáng sợ quá, đáng sợ quá. Ăn luôn. Cướp hết luôn. Trời ơi, một khi đã máu rồi thì dừng tem bạn làm sao mà có cháu mà ăn. Khổ. Cháu không có mà ăn đấy chứ. Ăn quái, ăn cướp luôn luôn. Muốn dừng tem bạn phế thì chúng ta cứ phải làm như vậy thôi. Chứ để cho tem dừng tem bạn nó farm thì sau này AD rất là cực. Tại vì nó hay bắt mỗi AD ấy các bạn. Rừng mà, rừng nó là con tướng sát thủ. Nó sẽ măn me cái mình ấy.
Cướp. Cướp luôn anh em ơi. Ủa không ai ăn à? Rồi rồi rồi, AD tem mạ. Giúp bot tem mạ. Không có ở đây luôn. Rồi rồi, có blue. Vâng, Omen lao vào rồi. Đánh luôn. 3 đánh 1 không chột cũng què. 2 kill. John ra đây. Đấy, trời ơi, các bạn thấy mình chơi game ghê gớm chưa? Thứ nhất là mình không có support này. A Thu bạn ấy có đi hỗ trợ cho mình đâu. Vậy mà trụ mình vẫn giữ ok, lính thì mình vẫn ăn. Đặc biệt để còn đi cướp được cả blue dừng cho bạn nữa chứ. Trời ơi, rồi bé Hảo đi sai rồi. Sai lầm của tuổi trẻ rồi, vãi cả lồng đèn. Đau quá. Thốn quá các bạn ơi. Kìa, A Thu nó cứ đứng đây làm gì đây? Nào. Đứng đây làm gì đây? Nó lại xây tay nữa rồi. Tiếp. Các bạn thấy trang phục Violet này đẹp không? Trang phục này thì trên shop anhhảo.org của mình đang có một nick, có một cái trang phục, có một nick duy nhất thôi. Anh em nào mà muốn sở hữu thì có thể vào đó nhá. Vào shop anhhảo.org xem thử nhá. Thì mình thấy trang phục này đẹp mà. Bậc SS mà. Chứ có phải bậc S đâu. Hiệu ứng kỹ năng thì khỏi chê. Mặc dù nó ra lâu rồi nhưng mà mình thấy khá là ít người sử dụng cái trang phục này các bạn. Ít lắm. Lâu lâu mới thấy à. Lâu lâu là rất là lâu luôn chứ không phải là lâu lâu nữa các bạn. Băng băng. Băng băng. Rồi ok. Con dê này. Trời ơi, để kéo người ta kìa. Trời quá chất. Anh em thấy sao? Thấy mình đi AD chưa? Một mình cân 2 ở khu vực đường dưới nhá. Cân 2 luôn. Vẫn ăn được 2 mạng. Mà đặc biệt là không chết mạng nào. Vẫn khiến cho tem bạn gọi là sợ hãi các thứ. Ghê gớm. Trời ơi, mình chơi AD nó cứ gọi là chất. Căn bản là mình đứng Violet này nó cơ động các bạn. Đâm ra nó đét lính cũng dễ. Support với cả AD tem bạn đâu có làm được cái gì mình đâu. John đầu trận thì nó cũng yếu, không mạnh mẽ thế nào. Sau khi mà ăn được cái trụ ở bên dưới, mình chạy ra khu vực đường giữa này, mình bắn và tấn công vào vị tướng Omen này. Omen hạ gục được một đồng viên tay mình này, nhưng mà mình chạy được này. A Thu lướt qua bình máu nhưng mà không ăn được, mình phải ăn thôi. Mình phải ăn thôi, 4 mạng rồi. Một cú bắn như trời giáng vào đầu, hạ gục luôn gọi là tem bạn. Ngọt nước quá. Bùm 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 bùm. Có con rồng luôn. Máu vẫn đầy cây. Tiền thì nhiều nhất tem. Trời ơi còn gì nữa. Các bạn thấy hay thì cho mình một like nhé. Một like và một lượt đăng ký kênh. Solo. Trời ơi solo. Trời ơi bạn ơi. Solo nhầm người rồi bạn ơi. Này thì solo à. Đấy nó có hiệu nguyễn về kìa, các bạn nhìn thấy chất không? Quá là đẹp luôn nha. Sao Ngộ Không sựng dậy nhỉ? Chắc là do ấy thôi. Do bạn không biết chơi nó mới sựng thôi. Chứ mình chơi mình cứ đập như nháy, cứ bong. Điêu thuyền này. Ồ, ôi. Chết rồi. Thật là vãi trưởng rồi. Nó xử lý đồng đội tôi mà tôi không ăn được rồi. Ngu người bị A Thu nó bổ cho. Hèn. Mất blue rồi. Mình sẽ chạy xuống đường dưới để mình ăn cái lính nhá. Hai nhà te kìa. Đấu săn hồi nãy bị mình xử rồi. Bây giờ vẫn không biết sợ là gì ta. Vẫn lì ta. Gì kỳ vậy? Lớn rồi chơi gì kỳ vậy? Ngủ lì là cho ăn củ mì đấy nha. Đừng có nhờn. Ủa sao nó con men nó tìm mình rồi các bạn.
Trời ơi, cái thằng này thiệt tình luôn á. Người ta nói này điếc rồi không sợ súng ở đây chứ đâu. Rồi xong, bé rồi, bé đi xa quá rồi. Ui sợ quá, bật chiêu cuối chạy luôn. Lại bảo không sợ đi. Em lại dã cho chiêu cuối vào mồm này khổ nữa. Dừng cờ cờ không ăn, kinh công không ăn. Trời ơi, có mà bạn dừng bạn ăn tập trung ăn rồng nhiều mà. Sao bạn lại nói thế hình nhỉ? Sao bạn lại nói thế? Sao bạn? Lì. Lao vào hả lì? Nhờn hoài. Hello. 6-0 rồi các bạn. Vẫn đang bất tử nha. Ui dồi. Thố thế. Lụ luôn anh ơi. Không. Vị tướng ngộ không mà ấy quyết định không thèm đụng chạm gì với con Kasa. Nhưng mình là một AD có thể nói là cực kỳ lợi hại. Một người chơi AD có số má. Mình sẽ quyết định ăn con Kasa này để mà lấy động lực cho bạn ngộ không, bạn ấy lao vào. Mặc dù là mình là người hỗ trợ thôi. Nhưng mà sát thương mình gây ra nó quá nhiều. Ốc lờ chịu. Chửi nhau ghê thế. Sao bạn ấy cứ nói đồng đội như thế nhỉ? Team mình hiện tại đang ăn được chỉ 9 mạng mà chết 14 thôi, bạn cứ căng. Bình tĩnh rồi. Chuyện gì khó cứ để Hảo lo cho. Trời ơi. Rồi John này gần chết rồi các bạn. Nhưng mà mình không dám mạo hiểm lao vào. Và đây là vị tướng Hayateo. Hayateo đang xả, mình tốc biến lên mình bắn nhưng mà không đủ đam rồi. Mình quyết định mình lao về thôi nha. Ăn một cái con bổ xanh này. Lao lên rồi cái kết chết nghẽo con cua. Chơi. Nghe đa xì kìa. Các bạn thấy nhìn đa xì nó bắn chưa một vào cái trụ không? Mất xác luôn trụ luôn. Ghê thật đấy chứ. Có ai không? Không có ai à? Ô men này. Ôi. Trời ơi, có bùa các bạn ơi. Blue. Có blue cho Hảo luôn. Quá trời blue này. Tha hồ à tung hoành. Mình thích đi... mình thích cầm AD đi rừng tại vì nó có blue xài các bạn. Bắn sướng. Còn đi AD thì nó tốn mana quá. Đầu trận không có mà bắn. Bắn mà cứ phải sợ hết mana, cực cũng chết. Vô. Ngày xưa Violet thì chiêu 2 và chiêu cuối nó hơi phế vật. Nhưng mà bây giờ thì chiêu 2, chiêu cuối đam khá là to. Còn chiêu 1 bây giờ nó lại giảm đi các bạn. Ngày xưa thì nó Violet nó chỉ lộn chiêu 1 xong rồi bắn thôi, bắn sướng lắm. Bây giờ thì bớt sướng rồi. Bây giờ các bạn nên sử dụng cái chiêu 2, chiêu cuối đam nó ảo hơn. Wow. Gì ghê vậy? Đậu xanh ăn bắn căn chết mày nè. Này John này sẽ mất tiêu luôn rồi, buồn quá. Tỉa giáp hộ mạnh thôi. Ăn được 6 mạng từ nãy đến giờ khó quá. Ăn Kasa đi anh em. Làm con Kasa là mình win luôn này. Dừng cho mình, bạn ấy lại không thích ăn blue nhở. Hayateo này, mọi người xem mình xử lý thế nhiên Hayateo này. Nó sẽ băng trụ, nó ăn một phát là mình bắn nó chết luôn nhá. Các bạn đừng đứng ở giữa trụ, đứng đó nó nhìn thấy mình mất. Đứng đây này, đó, thấy không? Đâu rồi, Vedet kìa, đó. Trời ơi, tính hết rồi. Các bạn đừng có đứng ở giữa trụ nhá. Các bạn đứng đây lên trên đấy, nó nhìn thấy mình nó chạy mất ngay. Mình phải đứng nấp ở đấy. Nó lao lên một phát là mình bụp nó liền. Gắt không? Quá là gắt luôn. Hẹn lên win. Anh em ơi win đi.
quân địch chết 3 và quân ta không ai chết. Ô men, điêu thuyền kìa. Mà lao lên đây. Ok, lấy luôn cái trụ bên trên. Lượm. Dính chiêu 2 của Dashi thốn thế. Nó to ấy các bạn. Rồi, ô men, 7 kill rồi. Mừng quá trời, mừng quá đi. Bầm. Vô. Bầm. Kìa. Có hàng kìa, trời ơi. Đam to vãi. Trời ơi, ngồi không may vào cái mình bắn bầm bầm một cái, ba thành viên đam bạn mất xác luôn. Support thì không pick. Cái gì vậy? Trời ơi. Omen support tới thầy. Mình còn không có ai support đây này. Khổ. Mình có ai support đâu. Trời ơi, bạn ấy còn chê Omen nữa chứ. Ôi. Không cần support, vẫn bất tử gánh tem nha các bạn. Chà. Quá bình thường. Chỉ quan trọng là mình biết đét trụ. Đấy. À đây support em bạn đâu có mà ăn gì được mình. Trụ mình vẫn giữ mà mình vẫn tỉa. Còn cướp được cỏ blue của rừng cho bạn nó mới cay chứ. Soạn cái này đó. Lên. Ôi dồi ôi. Lính ở đường giữa kìa. Có con Kasa đâm ra mình sẽ phải lao lên thôi. Cố gắng mà đánh nhanh rút gọn thắng thử thắng luôn. Chứ mình không để lâu đâu các bạn. Tâm. Sao nó nhốt tao ngoài vậy? Ghê chứ. Khó quá ta. Omen đang đi vào trụ kìa. Vâng, ngộ không toàn tàng hình đi ngang qua Omen không à. Hai giá teo nó có giác hổ mệnh rồi nha. Hai giá teo bên kia chơi tốt đấy. Farm ghê thật đấy chứ. Rồi, quánh nhau đi các bạn ơi. Quánh nhau đi. Let's go baby. Super đi anh em ơi. Rồi, xong Natalia toang rồi. Toang rồi. Ôi. Bùm, bành xác. Bùm. Ấy, ai chơi vậy? Ai chơi kỳ vậy? Ai chơi KS vậy? Gen có 8 mạng à. Chán muốn chết luôn. Nhưng mà cũng may mình bất tử ấy các bạn. Chưa bị mất kinh nữa. Quá ngon luôn. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Bạn nào mà muốn mua nick thì vô số nick của mình dưới phần mô tả video nha các bạn. Ok, bye bye anh em. Nhớ cho mình một like nha các bạn.